Trời ơi đẹp quá. Ao cá này. Đây là nhà bác mình ở Yên Bái. Rộng lắm. Đây là cậu cháu nhà Bi đang hái quả dâu da. Ôi cây dâu da này, quả nó sai chưa này. Như chỗ này là hái bớt đi rồi sao nhỉ? Còn quả bé đúng không? Đó mọi người nhìn này, Đứng đây dâu da này. thả cho cô cầm nhé. Ngon chưa? Đánh treo lên cây để bứt quả. Dưới gốc này cũng nhiều này, nhưng mà chắc là hết quả to rồi. Quả này. Nó mọc thành chùm này. Bị đang hứng. Ngứa cái tay. Ngứa chân. Ngứa. Hay là bị muỗi đốt. À, chưa này, ham chưa này. Ôi trời ơi bà Bình ơi, dâu da sai quá. Con đừng có đứng cạnh cái cây này nhá, bọ ngứa đấy. Mình hái trộm nhà bà Bình sao nhỉ? Nhà bà Bình không có nhà, lên là nhà bà Bình nhưng mà không thấy bà Bình ở nhà, thế là cứ xuống vườn nhà bà. Con khỉ này. Ôi, cái dâu già nó sai này, chít chít quả luôn. Cậu hết đi, cậu dụng hết xuống. Dụng hỏng hết chứ. Cháu để lên nha, cháu không cầm tay đâu. Được chưa Bình? Hái ít ít thôi mà. Quả này nó cũng chua đúng không? Tít trên cao kìa. Đó. Lắm. Này cô này, lên đây. Vườn nhà bà còn bao nhiêu là bưởi luôn này. Biết bưởi này là bưởi gì? Sai quả. Trời ơi cái rổ dâu da này. Tươi dã man luôn. Đây cái quả bên trong của nó này. Ăn xem nào. Cái vị gì? Chua chua ngọt ngọt. Mà chua nhiều hơn. Này phải chấm muối. Không có cần câu cá nhỉ? Cái vỏ điện thoại đó kìa. Mọi người nhìn này. Yeah, thích chưa này? Xài lắm. Này. Đây là dưới gốc. Rồi, thích chưa? Đi xem vườn nhà bà có quả gì nữa không? Bưởi này. Nhiều bưởi lắm. Quá trời bưởi luôn. Dứa này. Cô Phương ơi có quả dứa này. Giờ này đang ươm đúng không? Hay dứa bụi dứa. À,
Đấy. Đây, cây bưởi. Cây bưởi này cũng chắc là bà trồng cũng lâu năm rồi. Rét nó quẹt vào. Đừng thở tay đấy. Trời ơi, thanh long này. Bông hoa thanh long này. Đẹp chưa? Màu trắng trắng. Ôi, đây là thanh long đỏ. Ồ, đây có một cây thanh long đỏ này. Trời ơi, nhiều quả. Ủa kia nó nhỏ nhỏ thôi mà. Nhìn quả nó sai chưa này. Đây nó đang lớn này các bạn. Ồ, thanh long đỏ. Đấy, quả bây giờ nó bắt đầu đang lớn này. Hoa nó rụng rồi là quả nó ra. Nhiều chưa? Hoa này. Hoa thanh long này. Quá trời quả luôn mọi người ơi. Đúng phía của nó, phía nào cũng nhiều quả luôn. Sau mình xem. Ồ. Đẹp quá. Trời luôn. Chủ yếu là vườn này bác mình trồng bưởi này. Là bưởi ngọt này. Chùm quả này. Đó chưa, quả này. Một chùm này, không biết là bao nhiêu quả này. Ô, nhìn này. Đẹp. Sai nhá. Vườn nhà bác mình rộng lắm. Tít sâu dưới kia vườn cây ao cá. Ôi, có cả mít nữa này mọi người ơi. Cây mít này. Như là mít Thái sao ấy. Kêu có quả to chưa kìa. Quay cây quất hồng bì nữa chứ. Đây, phải dí vào cái này này. Dí vào cái này không là bấm bên kia. Kìa. Kìa có cây quất hồng bì. Cây này nhiều quả lắm. Mình thích không? Quỳ tha hồ hoa quả. Đây là nhà bác mình. Đất rộng lắm. Ngày này còn có mấy cây vải nhưng mà về muộn quá bác thu hết rồi. Bác hái hết rồi. Thắng quá. Wow, nhìn này. Tí nữa ra cho thêm mấy quả quất hồng bì nữa. Ôi trời. Ôi giời ơi, cậu Phương đang trèo lên để hái quất hồng bì. Cây cao mà cũng sai quả lắm. Năm nay vải sai quả không bác Thành? Cháu tưởng là hái hết rồi đấy chứ. Sai
Vải. Vải được ăn quả nào đâu. Thế á, năm nay mất mùa. Mùa không được quả nào, nó mưa nhiều quá nó không tốt. Quất này năm nay còn không sai. Năm nào sai xíu gì thế này. Năm nay có quả đâu. Cái nhìn như này cũng sai mà. Ít. Cậu trên đầu đây. Cậu trên cây kìa. Ơ, nhà bà Thắm có mà. Nó nào bà chả bà mở chả lấy được. Đi ơi. Hả? Đi phơi bán này. Thì mình bảo là một thế, thế nó bảo là thế rồi thì hôm nay đâu cái này thì bác cho cháu 20.000 tiền ship cháu dẫn bạn ơi. Thế tao không nghe đâu, tao vào cứ xếp hàng nhưng mà vào thấy nó đông quá một cái bệnh này. Quất đồng bì này mọi người. Ôi nó đông quá, nó đông phải đến lên mấy trăm người, 200 người. Còn chưa? Mấy hàng liền. Út chà chà, hôm nay lên nhà ông Thành, bà Bình. Thu hoạch được khá khá. Sầu già nè, quất hồng bì này ngọt lắm. Ăn thử đi Phương. Đi không? Một dứa.